trận đấu với đội tuyển Anh ở lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2024 có thể nói là trận đấu sống còn của đội tuyển Đan Mạch. Sau trận ra quân bị cầm hòa, đội tuyển Đan Mạch buộc phải có ít nhất một điểm, nếu không họ sẽ gặp khó trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá đội tuyển Anh ở chiếu trên trong trận đấu này, nhưng không dễ để Harry Kane và các đồng đội giành một chiến thắng. Ở trận đấu ra quân ở bảng C Euro 2024, đội tuyển Đan Mạch đã nhập cuộc đầy hứng khởi trước đội tuyển Slovenia, những đợt lên bóng ở tốc độ cao của những chú lính chỉ khiến đoàn quân của Mazda KEK chỉ biết co cụm chống đỡ. Và những áp lực được đội tuyển Đan Mạch tạo ra đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số do công của nhạc trưởng Kristen Eriksson ở phút 17. Sau khi có bàn thắng dẫn trước đội bóng của Casper Edzuman tiếp tục nắm giữ thế trận, họ có thêm nhiều cơ hội khác nhưng không thể tận dụng, trong đó có cú sút đi vọt xà ngang ở cự ly rất gần của Eriksson. Tấn công nhiều nhưng không ghi thêm bàn thắng, đội tuyển Đan Mạch đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 77, Eric Zanza sút bóng căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm khiến Casper Schmeichel không thể cản phá, qua đó cân bằng tỷ số 1-1. Dù đã cố gắng dồn lên trong thời gian còn lại của trận đấu, nhưng đội tuyển Đan Mạch không thể ghi thêm bàn thắng. Bị đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng C cầm hòa, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Đan Mạch ở bảng đấu này đang bị đặt rất nhiều dấu hỏi. Ở lượt trận thứ hai ở bảng C, đội tuyển Đan Mạch sẽ có trận đấu khó khăn khi phải gặp tuyển Anh, ứng viên số 1 cho chức vô địch. Nhận định trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Anh nghiêng một chút về phía Tam sư, nhưng Ericsson và các đồng đội sẽ chiến đấu để hy vọng giành điểm. Cũng giống như đội tuyển Đan Mạch, tuyển Anh đã thi đấu không quá thuyết phục ở trận gia quân tại Euro 2024, nhưng dù sao thì họ cũng có được điều mình cần trước Serbia, đó là 3 điểm. Jude Bellingham đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, rút Tam Sư giành chiến thắng đầu tiên ở giải đấu trên đất Đức. Bellingham là cầu thủ châu Âu đầu tiên góp mặt ở 3 giải đấu quốc tế lớn trước khi bước sang tuổi 21, từng thi đấu tại Euro 2020, FIFA World Cup 2022 và giờ là Euro 2024. Sau khi có bàn thắng trước đội tuyển Serbia, tuyển Anh đã chủ động lùi sâu để bảo vệ thành quả thay vì cố gắng chơi tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng. Chính chiến thuật này khiến các ngôi sao tấn công của họ không có quá nhiều cơ hội để ghi bàn. Trong suốt 90 phút Tam sư chỉ dứt điểm có 5 lần. Ngược lại, việc chơi với đội hình thấp giúp Harry Kane và các đồng đội không phải đối mặt với quá nhiều những sự nguy hiểm từ đối phương. Bằng chứng là trong cả trận các cầu thủ đội tuyển Serbia chỉ dứt điểm trúng đích một lần. Theo thống kê, tuyển Anh đã thắng trận mở màn ở mọi giải đấu lớn dưới thời Gareth Southgate, trước khi đánh bại đội tuyển Serbia với tỷ số 1-0 ở Euro 2024. Họ thắng 6, hai chiếc Iran ở trận đầu tiên tại World Cup 2022, thắng Croatia 1-0 ở trận đầu tiên vòng bảng Euro 2020 và thắng Tunisia với tỷ số 2-1 ở World Cup 2018. Anh cũng là đội tuyển đầu tiên giữ sạch lưới trong 5 trận vòng bảng liên tiếp tại giải vô địch châu Âu. Lần gần đây nhất tam sư để thủng lưới là trước đội tuyển xứ Wales ở trận thứ 2 vòng bảng Euro 2016. Nếu giành thêm một chiến thắng trước đội tuyển Đan Mạch, tuyển Anh sẽ có vé vào vòng đấu loại trực tiếp, một trận hòa cũng gần như đảm bảo tấm vé đi tiếp cho đoàn quân của Sao Trong quá khứ hai đội đã gặp nhau tổng cộng 22 lần, đội tuyển Anh thắng 13, đội tuyển Đan Mạch thắng 4, hai đội có 5 lần chia điểm. Ở trận đấu gần nhất tại bán kết Euro 2020, Anh chỉ giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đan Mạch nhờ bàn thắng ở hiệp phụ. Trước đó hai đội cũng gặp nhau tại Nations League 2020. Đan Mạch có được trận hòa với tỷ số 0-0 trên sân nhà, trước khi đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Trong thời gian gần đây, thành tích đối đầu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch cân bằng hơn khá nhiều. Theo đó, trong 6 lần đụng độ gần nhất, Tam sư giành 3 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Về mặt lực lượng, đội tuyển Đan Mạch không có ca chấn thương nào sau trận hòa đội tuyển Slovenia, nhưng huấn luyện viên Kasper Hjulmand có thể sẽ tạo ra những sự thay đổi. Morten Hjulmand và Jonas Quinn có thể lần lượt bất vị trí ở hàng tiền vệ và hàng công. Bộ đôi của Brentford Kristen Norgard và Matthias Jensen sẽ cạnh tranh xuất đá chính. Đội trưởng Simon Kuzer cũng có thể góp mặt ngay từ đầu. Bên kia chiến tuyến, anh khó có thể thay đổi đội hình bất chấp những lời chỉ trích về màn trình diễn trước Serbia. Lúc Sô đã trở lại tập luyện và có thể vào sân từ băng ghế dự bị. Nếu sao ghét quyết định thay người, Finn Foden có thể phải hy sinh cho Anthony Gordon hoặc Eberechi Iri ở cánh trái, trong khi Conor Gallagher có thể thế vị trí của Chen Alexander, Arnold ở hàng tiền vệ. Tuyển Anh đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Serbia nhưng màn trình diễn của họ bị chê bai khá nhiều sau khi rút Bellingham có bàn mở tỷ số sớm. Đội quân Tam sư hùng mạnh, đầy dãy ngôi sao lại chọn lối đá phòng ngự, thi đấu thực dụng quá mức chưa xứng với tầm vóc ứng viên số 1 tại Euro 2024. Dù bị chỉ trích, huấn luyện viên sao Hết vẫn bảo vệ lập trường của mình. Theo nhà cầm quân người Anh, ông muốn xây dựng lối chơi an toàn cho đội nhà trong bối cảnh hàng phòng ngự đang thiếu một thủ lĩnh đích thực. Việc xếp Alexander Arnold đã đá cặp cùng Declan Rice trên hàng tiền vệ cũng bị đặt nhiều dấu hỏi cầu thủ Liverpool không thể điều tiết nhịp độ và thi thoảng mắc lỗi mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà. Bên cạnh đó là câu chuyện sao ghét chưa biết phát huy hết các tài năng tấn công ông đang sở hữu. Finn Foden có trận đấu nhạt nhòa khi xếp lệch trái, trong khi Cole Palmer không thi đấu phút nào. Chạm chán đội tuyển Đan Mạch sẽ mang đến thử thách còn khó khăn hơn Serbia. Người hâm mộ Tam Sư mong muốn đội bóng áo trắng chơi mạnh dạn, khoáng đạt hơn để giành chiến thắng thuyết phục. Về phần đội tuyển Đan Mạch, họ có 45 phút đầu cực hay, áp đảo hoàn toàn Slovenia và xứng đáng vượt lên nhờ pha lập công của Eriksson. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trong hiệp 2. Sự trùng xuống khiến đội tuyển Đan Mạch phải trả giá đắt để đối thủ gỡ hòa lúc cuối trận và không có cơ hội sửa sai. Rõ ràng kết quả hòa một bột trận mở màn không thể làm fan những chú lính chỉ hài lòng. Huấn luyện viên Kasper Schmeichel thừa nhận đội bóng của ông chơi quá thụ động và khuyến khích học trò cần duy trì cường độ cao suốt 90 phút nếu muốn giành chiến thắng ở hai trận còn lại vòng bảng. Hòa đội tuyển Slovenia đồng nghĩa đội tuyển Đan Mạch chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất tại vòng chung kết Euro. Đương đầu tuyển Anh nhưng chú lính trì cũng thường lép vế. Tháng 4 trong 22 lần gặp gỡ trước đó, đội tuyển Đan Mạch sở hữu hàng công mạnh có thể gây ra vấn đề cho Pickford, nhưng nếu Tam Sư tiếp tục chơi thực dụng, rình dập, thời cơ sẽ đến để kết liễu đối thủ.